Xin trân trọng mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang ở tại Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, và cụ thể là trên cái đường Lê Thánh Tông. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú một số cái hình ảnh của Hòn Gai, Quảng Ninh. Ở Hòn Gai thì chúng ta đang đi trước cái khu văn hóa thiếu nhi. Hóa thương nhi của tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay là Minh Toàn sẽ đến chỗ bảo tàng của Quảng Ninh để gửi đến cô chú một số cái hình ảnh. Chính vì thế mà Minh Toàn sẽ ra ở đây để Minh Toàn sẽ ra cái đường bao. Ở Hòn Gai thì tốc độ phát triển với lại những cái mà ở bên tay cháy sẽ còn rất là sơ sài, nhưng mà Hòn Gai là cái phát triển của nó từ rất là lâu rồi, nên là có thể là cô chú anh chị sẽ nhìn thấy được cái sự sầm uất hơn từ Hòn Gai của Hạ Long này. Có cái nhà hàng Hồ Cổ Tiên rất là đẹp. Lưu thông đây là trên cái tuyến đường Hoàng Diêu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng ra cái khu vực này xem nhé. Đây là cái nhà hàng Hồ Cổ Tiên, khá là rộng, ở bên cái vách núi khá là đẹp. Và cái khu như các anh chị đang nhìn thấy là cái khu đô thị mới Hòn Gai. Khu này thì đang được xây dựng rất là nhiều các anh chị ạ. Này là nó thuộc cái phường Hồng Hải của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây, và chúng ta sẽ đi rẽ phải vào đây. Các cây đào cái bọc đẹp thế, đẹp. Này cũng là dịp giáp Tết rồi nên mà các cái khu này đang còn bắn đào, bắn bọc bưởi, bắn bưởi, bọc bưởi để trưng Tết.
bưởi. Mặt chúng ta là cái đường Bao Biển. Bao Biển là một trong những cái đường mà khá là đẹp ở Hòn Gai, Quảng Ninh. Và ra cái đường Bao Biển này thì chúng ta sẽ phải để chúng ta lên cái khu của Bảo tàng Quảng Ninh. Đây là cái tuyến đường Trần Quốc Nghiên các anh chị ạ. Đường Trần Quốc Nghiên này thì Minh Toàn có một vài video về cái đường này rồi. Minh Toàn sẽ đến thẳng chỗ Bảo tàng Quảng Ninh. Và trước mặt chúng ta là một cái nhà gọi là cái nhà cá heo hay là nhà ống sên. Đây khu vực này. Đây là cái trung tâm quy hoạch triển lãm và hội chợ của tỉnh Quảng Ninh. Các cái đoàn văn nghệ lớn khi mà về biểu diễn cũng về nơi đây để biểu diễn, ví dụ như Hoài Linh hay là Đàm Vĩnh Hưng. Đấy. Rồi cũng có cái show của Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng ở bên này vừa biểu diễn xong. Cái khu vực này là khu vực bây giờ làm nhiều gian hàng để bán cây quá nhỉ. Cây đẹp luôn, hoa và cây cảnh chuẩn bị phục vụ Tết. Có những cây bồng cái bưởi đẹp không, quá đẹp luôn, rất là sai quả luôn. Bên này có những cây gốc đào rất là đẹp luôn các anh chị ạ. Đây những gốc đào này cơ mà.
Đấy, đảo này đảo to quá nhỉ. Khi mà anh chị mà về với Hạ Long mà muốn mua hoa cây cảnh thì ở Hòn Gai chúng ta có cái điểm mua, đó là cái khu quảng trường của bảo tàng Quảng Ninh. Đằng trước mặt chúng ta là cái nhà tòa nhà đen đấy, là tòa nhà kính kính đen đấy, đó là tòa nhà của bảo tàng Quảng Ninh. Wow, cây đào này to hơn rất đẹp luôn, không biết giá bao nhiêu này, đẹp quá luôn, đẹp luôn. Gốc nó to như thế này, cái này đẹp này, cái này là ba cái này, bốn cái này là đẹp, cái to này, bốn cái này là đẹp, cái đẹp luôn. Cái bọng này rất là to, rất đẹp. Bây giờ chắc thì người ta cầu đưa đi, có khách mua rồi sao, chắc cầu đi bán luôn. Cây như cây này là khoảng bao tiền này? Anh ơi, như cây này có đắt không anh? Khoảng bao tiền này? 85 triệu. Quá đẹp luôn. Cái này là 85 triệu. Đẹp anh nhỉ? Như cây này là có khách mua rồi à? Thank you.
lượng số lượng nhiều thì nhập những cây đẹp thôi. Cái chậu này trị giá của nó khoảng 1 triệu rồi.